Nhảy xuống này cô chú. Con nó wolf. Oh wow, well, look at this. Is it a wolf? It looks like a tiger. No. Look at the stripes and it's orange. Watch this, JD. Watch. One, two, three. Này chay ăn này nè con, mày biết con thích cái này nè, chay. Nè, ăn này nè con. Chay. Nè, chay đi, there's cheese in here. Cheese. See, chay đi, there's cheese in here. Này chay, cheese này chay. Whoa. Mày ăn đi con. Có nóng không? Nóng thì thổi. Uống đó hả? Uống đó ba cho uống. Đó, bên đây là cái một cái bữa ăn sáng mà đúng chuẩn Mỹ của chay đó cô chú. Alright. Nước nước trái cây đó. Uống này đồ này kia đó. Okay, ready? Drink it. Don't squeeze. Ngon chưa? Here, just put on your crown. Wow. Oh wow. Wow. She's a burger queen. Để coi mắt mẹ ở đâu không? Rồi, coi cô chú coi coi. Mắt mẹ có đau không? Nghe rồi, biết rồi. Rồi, đau không? Chay khám mắt cho mẹ đi. Nói nhỏ coi, nói nhỏ lỗ tai mẹ coi, nói nhỏ coi. Vậy hả? Nói gì vậy? Nói lại cho, nói lại coi. Nói lại, nói nhỏ nhỏ, nói nhỏ nhỏ. Vui quá. Vui quá, nói lại coi, nói lại coi. Nói nữa, nói nữa, nói nữa, nói nữa, cười chơi cho vui. Nói nữa, cười chơi cho vui. Vô 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 vô. Vô 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 vô. Nó sao? Mẹ đi mẹ. Rồi cô tự cột tóc con đi. Cà bà dê bí cổ bí thơ. Rồi. Bà mẫu, bà mố. Ừ, con tự cột tóc con đi. Bà mẹ bích. Màu gì á, cột tóc đó màu gì á, cho cô chú coi coi. Cô chú coi cột tóc này màu gì đây. Ba bà. Màu. Màu bà bà. Nó không phải. Màu. Bà bà. Nó không phải, màu blue. Màu. Màu bà. Màu blue. Bà bà bà. Màu blue. Dạ, dạ, chơi chơi. Chơi chơi. À, chơi hát bài Twinkle, Twinkle Little Star coi. Hey, we go, we so. À, rồi hát qua bài Daddy Finger. Daddy Finger, daddy, where are you? Hey, come on. Thôi, con cầm mà sao cô chú thấy con được? Nè, cầm à. Kính thưa cô chú, hôm nay lại là một ngày trời nắng đẹp. Đúng không chay? Trời có bà chay. Nắng không? Wow, đẹp không con? Đó, trời nắng như vậy là bắt đầu tan đã, cái gì đã băng đã tan rồi đó cô chú. Là không nên xuống nữa đó cô chú. Làm sao? Ăn nó đi mà tôi đi không kịp đó luôn mà. Quay á, khi mà quay phim á là quay con nít là khó nhất. Tại vì nó không chịu hợp tác, ưng làm nó ưng chi nó làm đó, nên là khi mà quay phim là quay con nít khó nhất luôn, đúng không chay? Mà con nít mà như chay lại càng khó hơn nữa. Chay hát cho cô chú nghe bản coi. Mát không con? Hôm nay ấm hơn hôm qua luôn nè. Ê, không đụng, không có đụng, không có đụng dơ ẹ. Ừ, mẹ thấy rồi, mẹ thấy đó đẹp rồi. Thôi được rồi. Nó kêu đừng có đụng rồi mà. Đụng là mẹ cho vô nhà nha, không có cho đi nữa nha. Xe này đó. Xe đó làm sao? Xe này đó. Ừ, xe đó đó. Té nha, coi chừng nha, cẩn thận nha, đi từ từ. Cái bóng của chay đâu, chỉ mẹ coi cái bóng của chay đâu. Bóng đó đó hả, đúng rồi. Mặc áo đẹp dữ ta. Chạy coi chừng té nha. Trời ơi,
ho bệnh miệng lại. Dục kẹo luôn. Đúng rồi. Từ từ thôi té. Ờ nước đó, nước đổ rồi. Con ghê ghê đâu. Chị ra tầm kiến nè. Bye bye ghê ghê hả? Xích vô. Ừ xe xích vô. Đó đó ta cho. Ờ bây giờ đi lại chỉ cô chú coi hôm qua mẹ chỉ con xe của mẹ đâu, xe của ba đâu. Đi lại chỉ cô chú coi có nhớ không? Xe mẹ chỗ nào và xe ba chỗ nào? Xe mẹ. Bậy không à. Xe mẹ đâu? Lại kiếm coi. Đừng có đụng. Xe mẹ ơi. JD no touching. Xe mẹ đâu? Không có xe mẹ hả? Chết cha đâu mất tiêu rồi. Không có gì là mất rồi. Thần. Mẹ xe mất rồi. Ừ. Xe mất rồi. Ừ, mất xe rồi. Mẹ đi chỗ mẹ. Cái gì? Mẹ. Cái đó là cái gì á? Mẹ. Xe mẹ hả? Dạ. Phải không? Yeah, không có mất hả? Có mất không? Có phải xe mẹ không? Dạ. Nhìn kỹ coi phải không? Dạ. Dạ phải hả? Yeah, vậy là. Rồi xe ba đâu? Xe ba nè. Xe ba nè hả? Đúng không à? Phải không đó? Phải không? Ba nè. Phải. Xe đó xe ai? Xe ai? Bè. Hả? Thôi đừng có đụng nữa nha. Ừ lạnh quá, đi ra ngoài nắng mới ấm. Con đi vô 400 là lạnh đó. Đi ra ngoài nắng là ấm nè. Đó. Này là nắng ấm xa rừng đó. Đi đâu? Nay là dẫn cô chú đi bách phố nha. Chứ để cô chú giam cô chú trong nhà ngoài bốn bức tường ngoài cô chú ngợp, cô chú thở không nổi luôn á chay. Nay là tính không đi ra đường nữa đó chứ. À bye bye xe. Ừ. Nay tính không đi ra đường nữa mà mát quá. Phải ra. Phải chay ha. Con nói dạ đúng rồi mẹ. Hả? Lất kỳ đâu, đi kiếm lất kỳ coi, kêu đi. Kêu lớn lên. Lất kỳ đâu? Ra tập cho nó thấy ánh nắng ánh đồ để con mắt nó sương. Đừng đụng ngang, dơ ngang. Dơ đó. Ờ à, con chim đó đúng rồi. Chim kia rồi. Ừ chim bay rồi. Có mấy con chim chỉ mẹ coi. Một chim chưa. Không bây giờ con đếm nè. Một. Hai. Ba. Có ba con chim. Thôi chứ. Không có đụng nha. Dơ mẹ. Dơ đúng rồi. Mấy con chim. Một. Hai chứ. Ba con chim. Mẹ ẩu. Ẩu đâu? Hai mẹ ẩu. Ờ ẩu à. Ghê quá. Ảu là con gì? Con sói hả? Sói. Ảu. Đi thôi mẹ. Ừ đi thôi mẹ. Ớt ngang không? À, mẹ phải dịch lại cho cô chú nghe chứ còn mấy là. À bây giờ biết mẹ chở chay đi đâu không? Đi park. Chị đi, you wanna go to the park? Đi mẹ chở đi park. Come. Đi vô lấy xe đi park. Đi xô vô lấy xe đi mẹ chở đi park. Đó, cô chú ơi, chay được mẹ chở đi ăn kem nè. Mẹ ơi, chú. Hả, dơ hả? Nó miệng không? Nè, nó miệng nè, cái mẹ nó miệng. Đúng rồi. Con mời cô chú ăn kem với. Sao ghê quá đi. Ghê quá. Ngon không con? Hai. Ghê quá. Đó,
mấy anh với chị đi ăn kem dữ chưa. Yeah, cô chú ơi, chị được đi park. Yeah, đúng rồi, ra chỗ nào nắng nắng á mới ấm. Rồi con chơi đi. Thôi ơi, nãy giờ nó rên, nó rỉ, nó la. Mẹ đi park, mẹ đi park. Đó. Tội thiệt chứ cô chú thấy không? Muốn đi ra công viên chơi mà trời ta nó lạnh. Nói ấm vậy chứ cũng 10 độ C đó cô chú, chứ hơi không ít đâu. Nói ấm cho vui vậy thôi, ấm cho cái mùa đông này thôi. À. Vậy đó, vậy cũng đòi đi. Lạnh đó, vịn vô mấy cái cây đó lạnh đó, nóng vịn đó. Ừ. Đó. Mấy cái cây đó lạnh quá không dám vịn vô là. Ừ, đi luôn, nhảy xuống luôn. Đó, nhảy xuống. Cho đây chơi đây 10 phút thôi nha. Hơn 10 phút là nhiều đó. Bắt đầu đếm giờ nha, 10 phút là bao nhiêu giây? 1 phút 60 giây. Ê, đây đây này mẹ, sao sắn cái này xuống đây lại. Rồi, tiếp tục đây. Đi cho lẹ đi, có 10 phút thôi mà đi chậm như vậy là hết ngày hết giờ đó. Rồi, 2 phút đã trôi qua. Còn 8 phút nữa. Chưa, mẹ xạo không, nãy giờ mới có 1 phút 38 giây à. Đợi video này đúng 10 phút mới là đúng 10 rồi mà. Xuống. Hả, xong, xuống đường này, xuống đường này. Không. Không, không có nhảy xuống đường này được. Bậy. Xuống đường này nè. Lạnh quá. Nó nói, lạnh quá. Tội thiệt chứ. Lạnh không? Lạnh không? Lạnh, thôi đi về đi chơi ơi. Về nha. Lạnh quá mà không chịu. Ngồi đây hả? Ừ, đi lại đó ngồi đi, rảnh không? Lạnh quá không chịu về nhà ngồi cho nó ấm. Đi lại đòi lại ghế kia ngồi. Tụi... Ờ, mẹ ngồi đây. Ờ, mẹ ngồi đây. Mẹ ngồi đây mẹ. À, mẹ ngồi đây hả? Đây, ngồi đâu? Mẹ ngồi đâu? Mẹ đi hái. À, mẹ lại lại hàng cái đá xanh thằng cây gốc sau trường kia ngồi hả? Ngồi đấy hả? Rồi, mẹ ngồi đây. Rồi. Ok, chơi chơi đi. Trời ơi, nó kêu mẹ ngồi đây. Rồi vậy sao quay video? Rảnh ghê. Hên mặc cho nó cái áo ấm á nha. Ngọc Ngọc ý y Ngọc mặc áo không ấm bây giờ Ngọc đang lạnh nè. Thôi đi về chơi ơi. Con chơi không? Ngồi ở đó không? Ngồi đó phải không? Ngồi mày đưa lên, ngồi mày đưa lên. Ngồi